Ê, tiếp theo là một cây hai châu, một cây hai châu dáng đổ này, cây hai châu dáng đổ, cái cây này khá là ok bữa này, cây khá là đẹp nha. Em cứ ngủ anh em xem tổng thể cây, cây này cũng khá là ok, cây đổ khá đẹp. Cây này Trần Thi cũng đã giao lưu một lần rồi, nhưng mà lỗi duyên chưa được, chưa giao lưu được. Trần Thi phát sóng lại giao lưu với anh em, cây hai châu dáng đổ cũng khá là duyên cây. Nhà bên cạnh hợp tác nhà của anh em cho nên nó hơi ồn, của anh em thông cảm nha. Cây hải châu dân dân độ khá là duyên rồi. Cây này thì cái hoành đế tại cái hoành đế tại vị trí này, tại cái thân này của anh em, thân này thì nó khá là lớn nha. Rồi cái hoành thân tại vị trí này nó là 23 của này, 23 nha. Cây nó rất là lớn, 23. Cây có phần tán, tổng tán chiều theo đường chim bay là 50, tán ngang là 35 nha, 35. Chậu này là chậu tròn, chậu tròn kích thước là 30, tính chiều cao từ mặt chậu nha, nên là cũng 28, tính là phủ tán theo đường chim bay khoảng 45. Cây này nó một cái cây đổ, tôi nói là đẹp. Cây này cái phần đế khá là ok rồi, bữa này đế khá ok nha, tất cả xong hết nha, không có bị lỗi gì luôn. Bữa này dòng lá cũng khá đẹp rồi, dòng lá này nó cũng rất là ok. Bữa này khi mà cây nó đủ độ già, nó khèn lá lại thì lá nó cũng rất là nhỏ. Anh em xem cây này thì người ta đáng sưu tầm, người ta có cây người ta chơi rất là đẹp, kiểu cách dáng dấp khá đẹp. Rồi của anh em xem tổng thể cây đi, một lần nữa mình xin thì báo giá giao lưu một cây hải châu dáng đổ, cây hải châu dáng đổ khá là ok, cây đẹp nha, cây đáng người ta sưu tầm. Rồi cái này vẫn sang thời giao lưu của anh em giá 2 triệu 8 nha, 2 triệu 8 vẫn sang thì bao ship, rồi 2 triệu 8 bao ship.